Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sang bài số 10 ở trong cuốn Kauri, tức là trang 37, nó cũng thuộc cung thể Rê Trường. Thì trong bài này thì tôi muốn nói với quý vị, giới thiệu quý vị, tại vì cái bài này chúng ta có thể bắt đầu ứng dụng được Việt Nam hay gọi là móc dây và ép dây. Thì trong những bài trước chúng ta chỉ là móc dây thôi. Hôm nay tôi thấy cái bài này tương đối chúng ta có thể áp dụng được phương pháp FJ. FJ còn gọi là Apostando hay là tiếng Anh hoặc là Free Drop. Thì tôi xin được giới thiệu quý vị sơ qua về cái phương pháp FJ và móc dây. Thì người ta gọi là móc dây thì tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng lắm. Tức là chúng ta chỉ dùng cái đốt xương thứ 2 và thứ 3 ngoài được hỗ trợ vào đốt thứ nhất, chúng ta móc sợi dây. Còn ép dây tức là chúng ta bắt đầu ấn cái sợi dây xuống, ép nó xuống. Ở giữa hai cái phương pháp này nó khác nhau chỗ nào mà tại sao chúng ta phải phân biệt? Điều thứ nhất là những ngón tay, tôi nói về cơ thể học bàn tay. Khi mà chúng ta móc dây để cho sợi dây nó qua khỏi cái ngón tay, nó qua khỏi sợi dây chứ, xin lỗi, ngón tay qua khỏi sợi dây mà nó qua khỏi mà nó không chạm vào dây trên, thì rõ ràng chúng ta phải dùng đốt thứ hai và đốt thứ ba ngoài cùng, chúng ta đi vào lòng bàn tay nó vượt qua. Đã. Thì khi đánh với phương pháp này móc dây thì quý vị thấy là cái đốt xương thứ nhất tôi chỉ là hỗ trợ, còn ép dây là chúng ta ấn cái sợi dây đầu tiên và cho ngón tay nó tựa vào cái sợi dây kế cạnh nó. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng ở lúc này thì là cái đốt xương thứ nhất của chúng ta hoạt động mạnh, cái lực nằm ở đốt xương thứ nhất, chúng ta hoạt mạnh như vậy, và 2-3 chúng ta chỉ hỗ trợ để nó vượt khỏi sợi dây, không đánh vào cái dây kế cạnh nó. Thì đó là cái sự khác biệt về cái ngón tay, về cơ thể học bàn tay của cái đốt xương ở trong ngón tay. Thì trong phương pháp FJ thì rất nhiều phương pháp FJ, kiểu của Tariga, kiểu của Sequoia và kiểu mới bây giờ. Thì mỗi một phương pháp thì nó có cái đặc trưng riêng của nó. Và ngay cả FJ cũng vậy, chúng ta quan niệm nó như thế nào, nó thịt và nhiều hay là toàn là móng, hoặc là nửa thịt nửa móng, nó sẽ tạo thành một cái âm sắc khác biệt nhau cho cái tiếng đàn guitar. Bởi vậy nên tôi nói cái tiếng đàn guitar nó phong phú nhờ cái âm sắc, mà chúng ta bỏ cái âm sắc thì tiếng đàn guitar nó mất hết cái độ hay của nó. Đó là quan điểm của tôi. Người tôi xin giới thiệu với quý vị về phương pháp FJ của riêng tôi, tức là theo trường phái của Sylvia. Dĩ nhiên tôi không thể nào đánh với ông được, tôi chỉ đánh cái phương cách đánh như vậy thôi. Tức là gì, tôi không ưỡn cái ngón đốt ngoài cùng ra, tôi không làm như vậy, mà tôi chỉ, quý vị để ý nhé, tôi chỉ cần khi mà bàn tay tôi để xéo như vậy thì rõ ràng là tôi không thể ưỡn cái đốt ngoài cùng được. Và đặc điểm nữa là của phương pháp của Sylvia là ông khi ông đánh, khi chạm vào dây kế cận nó, ông rút ra ngay, không bao giờ giữ ở trên cái dây kế cận nó. Một số phương pháp khác thì họ lại giữ lại, ví dụ như flamenco, và một người rất nổi tiếng là Pepe Romero thì ông ta đánh. Còn Jung Rim cũng vậy, Jung Rim thì duỗi ngón tay ra đánh tựa như vậy, và một số người khác thì lại ưỡn như vậy. Thì tùy cơ thể học bàn tay của mỗi người, chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp để nó phù hợp với bàn tay của mình và trôi chảy cho cái ngón tay mình nó trôi chảy, nó không vướng vào sợi dây. Nói về âm sắc thì tôi xin được trình bày. Quý vị nghe cái âm sắc khi tôi móc dây, nó sắc tiếng. Khi tôi ép dây, tiếng nó mạnh hơn, lớn hơn và nó ấm hơn.
phần tùy thuộc vào chúng ta đánh ở gần cái sao hô hay là chúng ta gánh gần ở con ngựa thì âm sách nó sẽ thay đổi. Chứ nó cạn tại một chỗ, nếu chúng ta đánh móc dây, quý vị thấy nó khác nhau. Vậy thì ép dây để làm gì? Ép dây để chúng ta làm nổi bật một cái bè nào đó, tại vì guitar là nhạc phức điệu mà chúng ta cần phải làm nổi bật nó lên, như làm bè, ví dụ như một bè giai điệu ở trong cái bài hát, ví dụ như là bài Roman ấy. Quý vị sẽ thấy nữa, nốt C chúng ta ép bằng ngón A nó sẽ nổi bật ra, nó tạo nên cái giai điệu đi. Thì đó là cái quan niệm về cái móc dây, ép dây và móc dây. Trong bài này giờ tôi vào cái bài số 10, về vấn đề ép dây và móc dây, từ từ tôi sẽ giới thiệu và trình bày với quý vị cái phương pháp nó khác nhau và nó đi vào chi tiết như thế nào. Thì hôm nay chúng ta chỉ tập ở bài số 10. Thì ở bài số 10 này cũng như hai bài trước, nó vẫn là cung thể rê trưởng. Thì ở đây bài này rất khó, rất khó vì quý vị sẽ để ý ở trong đây rất nhiều dấu lặng, dấu lặng của phần trên và dấu lặng của bè dưới. Chúng ta phải giữ nó mới ra được cái rhythm, nó ra được cái tiết tấu của cái bài nhạc mà tác giả muốn. Thì chúng ta, tại sao tôi nói là áp dụng được FJ? Tại vì tôi thấy ở những nốt đơn này nó đi thành gần như cả một cái loại chromatic, lá son, son thang, son thường, rồi pha thăng. Thì chúng ta thấy nó đi thành chromatic, nó gần như là một câu để làm nổi bật lên. Thì chúng ta có thể áp dụng FJ. Thì bài này thì quý vị sẽ thấy là nhịp phách nó không đều. Vì lá son, nếu chúng ta quan niệm như vậy thì chúng ta phải, nếu chúng ta 2-4 thì chúng ta lấy một nốt đen làm một beat. Thì nó khó với quý vị khi mới tập. Thì ở bài này đây là ăn đăng, thì quý vị đánh chậm được. Quý vị nên lấy, theo tôi thì quý vị nên lấy nốt móc làm một đập, một beat. Thì cái đập xuống, chúng ta đập ở phía trước. Khi dở lên chúng ta chưa đánh, gần đập xuống cái nốt thứ hai là son thăng thì chúng ta mới đánh nốt lá. Ở đây cũng vậy, khi son thăng đập xuống, khi dở lên thì chúng ta đừng đánh nốt son thường, gần đập xuống nốt pha chúng ta mới đánh nốt son này. Thì cái câu nhạc nó đi hơi giật. Thì quý vị tập thì quý vị tập thật chậm và chúng ta dùng bàn chân để đập nhịp. Còn nói về đập nhịp, những bài trước tôi không bàn về vấn đề đập nhịp, tại vì khi mà đập nhịp thì mới người mới tập nó hơi khó khăn. Nhưng mà những bài này thì tôi bắt đầu tôi chú ý quý vị về vấn đề đập nhịp của bàn chân. Khi đập nhịp bàn chân thì chúng ta thì theo tempo, nhưng mà đặc điểm của trong độc tấu và trong dàn nhạc thì cái tempo của đó tùy theo người nhạc trưởng hoặc là người chơi đàn, nó sẽ thể thay đổi một chút xíu về tốc độ. Nhưng chúng ta không đập chân, chúng ta sẽ mất rhythm. Tôi ví dụ như đập chân, có thể nói nó một cái guideline như là chúng ta chạy xe trên freeway chẳng hạn, chúng ta có cái len. Nếu chúng ta không đập chân hoặc là không lên dây chuẩn thì chúng ta sẽ chạy ở giữa len. Quý vị chạy len này sang len kia được, không ai nói quý vị cả. Nhưng quý vị lúc nào cũng chạy ở giữa len thì người ta không thể chấp nhận được. Cũng như khi hát, mà hát chúng ta có thể sửa nốt của tác giả để trở thành nhà nhạc hay hơn hay dở hơn tùy theo cái nhận xét và khán của thính giả. Nhưng mà chúng ta hát không phải nốt đô thăng mà cũng không phải nốt đô thì rất là khó chịu. Thì đập nhịp cũng vậy, chúng ta nên đập nhịp để tạo thành một cái khuôn. Và từ cái khuôn đó, chúng ta muốn nhanh hay chậm chút xíu ở trong khuôn đó. Vì nhanh hay chậm chút xíu thì chúng ta mới trở thành con người, mới là à. Nếu chúng ta đều đặn thì nó giống như nhạc MIDI, nó hoàn toàn nó không có cái cảm xúc. Nhưng chúng ta đừng làm lộ liễu. Ví dụ như đây, quý vị thấy có nốt chấm mà quý vị vẫn đập đúng nhịp, nhưng quý vị bỏ nốt chấm nó đi, thế là lá son, son pha, 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 thì người ta lại không chấp nhận được.
Vâng vậy. Nên khi tập cái này thì tôi nghĩ là cái việc tập chậm và tập một một câu, một đoạn thôi. Và chúng ta quan niệm là gì? Là chúng ta phải đọc ở trong đầu trước. Như chúng ta đọc la son, son fa, 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 la son, son fa, fa, fa. Trong đầu chúng ta có cái rhythm đó, có cái dấu chấm đó rồi, thì khi đánh ra chúng ta mới có. Chúng ta mới canh vào cái chân. Thì tôi bảo đảm, và ngón tay chúng ta chưa quen thuộc, tôi bảo đảm quý vị rất là khó khăn. Vậy trong đầu chúng ta phải có sẵn trước. Quý vị cứ đọc thầm, tôi đọc la son, son fa, fa, fa. Quý vị thấy không ạ? La son, son fa, 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 la son, fa, la son, fa mi, 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 son fa, mi re, re, mi, mi, fa, son son, la mi, la son, son fa. Chúng ta đọc được như vậy và chúng ta chỉ có gõ chân. La son, son fa, 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 la son, fa mi, mi, mì. Khi đọc được trong đầu chúng ta mới đánh nhạc được. Vậy rồi chúng ta vào thực tế về phân tích về bài nhạc, bài này thì nó cũng giống như bài số 8, tức là chúng ta sẽ có ở rê trưởng ở đoạn thứ nhất, rồi khi chấm dứt ở đoạn thứ nhất thì họ lại sang la trưởng, tức là bật năm của rê trưởng. Rồi từ đoạn thứ hai thì bắt đầu chúng ta lẫn lộn giữa cái la trưởng và rê trưởng. Về khi trở về thì chúng ta chấm dứt ở đây, không phải quay về từ đầu và chấm dứt ở nốt rê, tên chấm dứt ở rê trưởng. Thì chúng ta bắt đầu tập nhé. Thì tôi ghi ngón là I am. Tại sao như vậy? Tại đối với riêng tôi là một, tôi nghĩ là mọi người đều vậy, ngón em lúc nào cũng hơi mạnh hơn là ngón ngón y một chút xíu. Bởi vậy mà cái bịt cái beat, cái phách mà chúng ta chia nhỏ ra thì nó nằm ở son thăng. Bởi vậy nên chúng ta khi đánh, nếu tôi anh quý vị thấy rằng nó son nó không dứt khoát và nó không đủ mạnh, vậy để chúng ta tùy theo ngón tay từng mỗi người, đó là riêng với tôi. Tôi xin đánh lại để quý vị coi nha. Và cái pha pha này có dấu lặng, chúng ta phải bịt lại. Chúng ta bịt lại, chúng ta đừng có đánh nhầm. Chúng ta phải chú tâm vào cái dấu lặng đó để tạo thành tiết tấu. Bây giờ quý vị để ý ngay tay tôi nha, khi mà đánh ép dây tôi chỉ chạm vào cái dây trên một chút xíu là tôi muốn ra ngay. Quý vị có thể đánh như vậy cũng được, nhưng mà tiếng nó hơi bị mạnh đối với tôi, thì thay vì như vậy. Còn ở phương pháp mới là bây giờ họ đánh như vậy thì họ ép dây móc dây, tiếng nó đều ấm và như nhau cùng một màu. Thì quý vị sẽ tập thật kỹ. Ở đoạn thứ hai chúng ta thấy rằng nó cái ô nhịp nó gần như gấp đôi của đoạn thứ nhất, tại vì nó có một đoạn chính giữa khi nó chuyển sang la trưởng,
Và sau đó thì nó lại quay về gần giống cái đoạn thứ nhất để chấm dứt. Mà thay vì đoạn thứ nhất chúng ta chấm dứt ở La trường thì đoạn sau chúng ta chấm dứt ở Rê trường để dứt bài. Đó là cái cấu trúc của bài nhạc. Về cái phương pháp để mà tạo thành dấu lặng sau hợp âm thì như tôi có nói với quý vị trước đây một lần là gì? Là khi chúng ta đánh thì chúng ta đừng có co ngón như vậy. Đừng có co ngón về và chúng ta đánh cái đốt tay nó hơi duỗi ra. Và trước khi đánh lần thứ hai hoặc là không đánh lần thứ hai, chúng ta bỏ, chúng ta bịt lại. Ví dụ như tôi đánh ta bịt lại, chúng ta co lại, chúng ta bịt lại rất là khó và nó sẽ tạo thành tiếng lẹt xẹt nhiều hơn. Chứ nếu chúng ta chỉ nhất lấy vào cái cổ tay ra ngoài đoạn thứ hai thì cái diễn tiến của hòa âm tôi vừa trình bày với quý vị, bây giờ tôi xin đánh lại cái đoạn thứ hai để hầu quý vị. Đánh lại lần nữa ở đoạn thứ hai. Rồi chúng ta lại quay lại đoạn, giống như đoạn đầu. Chỉ là đơn giản như vậy. Và một cái trick nữa là nếu chúng ta muốn đánh hay hơn thì chúng ta sẽ đối đáp với nhau ở những cái câu, thì chúng ta áp dụng giữa móc dây và ép dây để cho cái hai cái mô típ đó nó đối nghịch với nhau. Cho ví dụ như ở đoạn này, lần thứ hai nhé, lần thứ ba chúng ta lại nhẹ nhàng. Chúng ta như vậy thấy mà, chúng ta sẽ áp dụng giữa móc dây và ép dây để tạo thành những màu sắc nó khác biệt nhau. Sau đây và một cái tiếp nữa là gì, tôi muốn thưa quý vị là gì, là ở những cái beat mà chúng ta đập chân xuống thì quý vị có thể hơi ăn gian, cái trick của nó là hơi ăn gian cái là cái ngón tay chúng ta nhấn vào một chút xíu ở bàn tay trái. Thay vì chúng ta chưa? Thank you.
ta sẽ gặp nhau vào kỳ tới. Xin kính chào quý vị.